Mình thường có một cảm giác rất là dễ chịu mỗi khi bước vào những nhà hàng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, đặc biệt là nhà hàng hôm nay. Sau lời giới thiệu của mấy đứa cháu trong nhà, mình đã tới ăn thử và thật sự bất ngờ về mặt không gian cũng như độ đa dạng trong những món ăn được phục vụ tại đây. Truyền thống có, hiện đại cũng có và thậm chí là một số món ăn còn thể hiện xuất sắc điểm nổi trội của cả hai bên. Và nếu như bạn cũng đang tìm cho mình một địa điểm bán sushi ngon, không gian đẹp, giá không quá cao thì có thể tham khảo thêm video tuần này của mình nhé. Và thân chào các bạn đã trở lại với Say Cooking and Sharing. Mình đang đi trên đường Nguyễn Thị Thập để đến với nhà hàng có tên là Sushi Haru, chi nhánh thứ 5, có địa chỉ chính xác tại số 458 đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì chưa đi những chỗ khác, nhưng đối với chi nhánh quận 7, Sushi Haru có một khoảng sân rộng với một chiếc cầu nhỏ bắc ngang hồ cá koi để du khách có thể ngắm nhìn hoặc check-in với các tiểu cảnh nơi đây trước khi bước vào nhà hàng dùng bữa. Tiếp tục di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực lễ tân kết hợp với sảnh chờ vào những giờ cao điểm. Còn như mình đã đặt bàn trước thì cứ đọc thông tin do các bạn hướng dẫn lên khu vực đã được set up sẵn ha. Nơi này là tầng 4 của nhà hàng. Nhân viên nào gặp mình cũng chào hết các bạn. Dù là đeo khẩu trang nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được nụ cười từ những nhân viên của Haru, rất lịch sự. Còn về mặt không gian, nhà hàng được thiết kế khá là đơn giản với những gam màu ấm, trung tính, có hơi hướng theo kiểu zen, thiền định của Nhật Bản. Bàn ăn thì có kích thước vừa phải, dụng cụ ăn uống được sắp xếp ngay ngắn, chuẩn chỉnh với một đôi đũa nằm ngang, một cái đĩa nhỏ và một chén nước chấm bằng sứ rất là đặc trưng trong văn hóa ăn uống của người Nhật ngày xưa. Gừng hồng và wasabi cũng được chuẩn bị trước. Bên cạnh đó là khay gia vị, nước chấm. Với phần nước chấm, nhà hàng sẽ để sẵn một chai nước tương riêng, đậm đặc hơn phần nước tương được pha trong lọ. Dành cho ai muốn ăn mặn hơn thì có thể cho thêm vào nếu muốn. Và đây là menu của nhà hàng. Chưa bao giờ mình cầm một cuốn menu to và dày như thế này. Trang đầu tiên vẫn sẽ là lời ngỏ như những nhà hàng Nhật khác, rồi mới tới các món ăn như súp, salad hay sashimi. Nói chung là với độ dày khoảng 40 trang, mỗi trang chừng 5 món thôi là tổng số lượng món mình có thể ước tính được là hơn 200 món đó các bạn. Đó cũng là lý do vì sao mà cái menu này nó dày và nặng tới như vậy. Tuy nhiên, giá tiền thì mình thấy một số món ăn có giá rất là nhẹ nhàng nha, dao động từ 35 cho tới 300-400 ngàn một món, dựa theo con số trung bình. Các loại nigiri hay gunkan bán lẻ cũng chỉ ở mức 60-70 ngàn, khá hợp lý. Và nếu đem so với các yếu tố như không gian, mặt tiền, mình nghĩ chắc hẳn mức giá sẽ phải cao hơn. Nhưng không, nó dễ chịu hơn đối với những thương hiệu có cùng concept như Tokyo Deli, Hokkaido Sachi hay Sushi Masa. Còn chất lượng thì mình chưa biết nha, để gọi món xong rồi thì mới biết được. Và quy trình gọi món của mình vẫn như mọi khi, mỗi loại một đại diện với đầy đủ các món ăn từ salad, sashimi, sushi cho tới các món ăn quen thuộc của Nhật Bản như mì udon và tempura. Sơ là cỡ 10 món đó các bạn, và rất nhanh chóng luôn, chưa tới 10 phút nữa, các món ăn đã được mang ra lần lượt. Đầu tiên mình sẽ thử salad da cá hồi, được đựng trong một cái tô sứ rất to, đi kèm là một chén nước sốt mè rang để chúng ta có thể tự trộn theo ý thích. Kinh nghiệm của mình ở bất cứ nhà hàng nào khi tới lần đầu, nước sốt mình sẽ không cho hết các bạn, nhạt thì cho thêm, chứ lỡ mặn quá hay ngọt quá thì rất khó để chữa. Phần còn lại là để dự phòng, hoặc ai thích ăn nhiều sốt hơn sẽ tự cho vào đĩa của mình. Như mình là mình chấm nguyên miếng da cá vào luôn cũng được. Thì da cá ở đây được bếp họ chiên giòn với bột khô nên có độ giòn rất bền, phơm đẹp, bề mặt xù nhẹ nên khi cắn vào sẽ cảm nhận được ngay cái độ giòn rụm của bột, vị mặn mặn của phần da, sau đó mới là cảm giác mềm tan và hòa lại chung với cái vị chua ngọt của sốt mè. Sốt mè thì có phần hậu vị hơi bị chua và gắt nhẹ, nhưng tất cả sẽ được trung hòa hoàn hảo khi ăn cùng với salad cũng như rong nho, một món khai vị đơn giản nhưng xuất sắc. Chuyển sang các món sashimi thì mình gọi một set 5 loại, ăn cùng với hai loại trứng cá phổ biến là ebiko và tobiko. Với miếng sashimi cá cam mình thấy là nổi bật nhất, được cắt theo hình chữ nhật, dày cỡ 1 phân, có chất thịt dai, đàn hồi tốt, cùng với đó là màu trắng hồng tự nhiên, nhìn rất là nịnh mắt. Ăn không với nước tương mình thấy thịt vẫn giữ được độ ngọt đặc trưng. Nước tương nhà hàng pha sẵn cũng không bị quá mặn nên hương vị cơ bản vẫn là cảm giác chắc thịt và mềm ngọt của cá. Tuy nhiên vẫn còn bị ngậy nhẹ. Ăn miếng thứ hai là ngán nên chúng ta có thể kết hợp với củ cải sợi và lá tía tô để làm tăng thêm độ thanh mát cho món ăn. Wasabi thì không phải là loại nguyên chất nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, không thể đòi hỏi cao hơn trong phân khúc giá này. Nó có vị nồng nhiều, the ít. Còn gừng hồng thì được cắt lát rất dễ gấp, dễ ăn nhưng có phần hơi chua so với khẩu vị của mình. Tiếp tục với sashimi cá chẽm cũng được cắt dày tương tự như cá cam, nhưng đây là một trong những minh chứng thực tế cho việc cái gì quá cũng không tốt. Một miếng cá chẽm khi được cắt quá dày, ăn sẽ dễ bị mỏi miệng và mất đi cái vị ngọt khi nhai. Chưa kể là sếp mình gọi có 5 loại sashimi, nhà hàng thiếu cá Sapa nên đã tự ý thay bằng 3 miếng cá chẽm khác nữa mà không báo trước với mình, và cái kết là mình phải nhai thêm 2 miếng cá nữa, rất là mỏi miệng. Còn sashimi cá hồi thì cũng vậy luôn, độ tươi thì rất cao nha, nhưng vân mỡ thì rất ít, nạc thì khá nhiều. Độ dẻo béo thì khá thấp mà bếp họ cắt dày và ngắn nên cực kỳ khó gấp. do cái phần thịt cá hồi nó trơn hơn cá chẽm và cá cam các bạn. Ăn thì vẫn có vị ngọt mát và độ mềm tự nhiên, nhưng nếu nó là trải nghiệm hoàn hảo thì chưa thực sự hoàn hảo cho lắm. Sashimi bạch tuộc thì may mắn hơn là đã được cắt lại với kích cỡ vừa phải, có độ dai giòn tốt, chất thịt ngọt nhẹ, pha thêm chút đậm đà của nước tương, ăn khá vừa miệng và hợp vị. Hai loại trứng còn lại chính là trứng cá chuồn và trứng tôm. Với trứng cá chuồn có vị mặn ngọt rất đậm, rõ ràng, hậu vị béo béo không tanh. Còn trứng tôm mà thực ra là do tên gọi vậy thôi chứ nó vẫn là trứng cá các bạn nha. Có vị mặn nhẹ, giòn tan, thường được ăn chung với sashimi cá chẽm hay ăn chung với trứng hấp cũng rất hợp lý. Trứng hấp ở Sushi Haru mình thấy bán rất rẻ, 35.000 mà được nguyên một con tôm rất tươi, đi cùng là nấm, thanh cua, chả nhật và một ít thịt băm ở phần đáy. Trứng hấp có độ ẩm vừa phải, không quá đặc cũng không quá loãng, vị thì hơi nhạt và không có quá nhiều sự nổi bật về mặt hương thơm. May là mình có cho thêm phần trứng tôm vào nên cảm giác ăn cũng như hương vị đã được cải thiện khá nhiều. Chuyển sang phần sushi với gunkan, nigiri và maki. Trong đó gunkan, mình chọn gunkan sòi điệp sốt mayonnaise có phần cơm được nắng khá chặt ở bên dưới. Bên trên là lớp sòi điệp được cắt nhỏ, trộn cùng với một ít mayonnaise ngọt béo. Điểm nhấn nổi bật của món ăn này chính là độ giòn ngọt tươi ngon từ sòi điệp, độ dẻo béo của gạo, mayonnaise kết hợp với cái mặn mà thơm nhẹ từ trứng cá và rong biển rất tuyệt vời. Nigiri lươn Nhật cũng là một món ăn có hình thức chuẩn chỉnh, gạo được nắng ngay ngắn, lươn thì có độ dày vừa phải, nhưng phần lươn hình như được nướng hoặc hòa nhiệt quá nhiều, dẫn đến việc nó bị ám khói và lấn át đi các hương vị vốn có của món ăn. Còn nigiri tôm sốt mentaiko thì mình đánh giá rất cao, nó hoàn hảo về mặt nguyên liệu, hoàn hảo về mặt chế biến và hoàn hảo cả trong việc phân bổ tỷ lệ các nguyên liệu tôm gạo sốt với nhau. Ăn tới đâu nó ngọt nó tan tới đó, không có quá nhiều gạo để gây ứ nghẹn, không quá nhiều tôm để bị dai, và cái phần sốt mentaiko ở đây còn được kho sơ qua nên cái hương thơm có phần bùng cháy và đọng lại lâu hơn rất nhiều. Maki cua lột cũng là một món ăn xuất sắc với phần maki được cuộn vừa phải, chắc tay theo kiểu ura maki, một trong những kỹ thuật cuộn ngược rong biển vào bên trong phần cơm với lớp trứng cá nhuyễn được tẩm ở bên ngoài. Điều này giúp cho thực khách có một trải nghiệm vị giác mạnh mẽ và toàn diện xuyên suốt bữa ăn so với cách thức truyền thống. Chưa kể cua lột nhà hàng cho vào bên trong nhân rất nhiều, tạo cảm giác ăn tốt, vị ngọt sâu chứ không phải cho vào cho có hay độn quá nhiều rau củ. Về các món mì thì mình gọi mì pasta sốt cua và mì udon tempura. Trong đó mì pasta sốt cua để lại nhiều ấn tượng với mình hơn bởi món ăn này được trình bày khá đẹp mắt, có sự kết hợp hài hòa giữa hai nền ẩm thực Á-Âu với nguyên liệu chính là phần mì ý dai mềm, được bổ sung thêm vị thơm béo từ kem phô mai và vị giòn mặn từ trứng tôm. Khi ăn dù không thấy miếng thịt cua nào nhưng mình vẫn cảm nhận được rõ ràng cái ngọt, cái thơm của thịt và gạch cua trong đó, rất hay. Mì udon tempura thì trông có vẻ hoành tráng hơn với hai con tôm tempura được chiên xù ở phần bụng, nhưng chủ thể là tô mì lại có một chất nước dùng bình thường, nếu không muốn nói là hơi nhạt. Điểm cộng duy nhất là sợi mì ngon, tôm được làm sạch, tẩm bột giòn đều, ăn được chứ không có gì nổi trội. Món ăn cuối cùng và cũng là món mình thấy đắt tiền nhất chính là sò mai nướng mentaiko. Sở dĩ mình nói nó đắt vì nguyên liệu bên trong hoàn toàn không có gì đặc biệt và không hề có sự liên kết với nhau. Sò mai thì được cắt nhỏ, chiếm tỷ lệ khá ít, đa phần là thanh cua, bắp với đậu nành và một lốc sốt mentaiko ở trên. Khi ăn mình cảm giác như là đang ăn rau củ sốt mayonnaise nhiều hơn là một món hải sản cao cấp. Kết lại, Sushi Haru chi nhánh quận 7 đã tạo cho mình một ấn tượng rất tốt từ lúc bước vào cho tới khi bước ra. Nó đến từ sự thân thiện, tận tình của các bạn nhân viên, chất lượng đồng đều giữa các món ăn và không gian vô cùng thoải mái, thư thái mà hiếm có nhà hàng nào có được trong cùng phân khúc. Đây chắc chắn không phải là nhà hàng sushi ngon nhất, nhưng vẫn là một địa điểm rất đáng để trải nghiệm dành cho những ai yêu thích các món ăn Nhật Bản. Và cuối cùng, khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại!